Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình quay trở lại với cái tựa game là Siêu Sao Tam Quốc nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tân thủ vào ngày 3 thì nên làm gì. Thì cũng như 2 ngày trước thì các bạn cũng vào mục tiêu 7 ngày và các bạn tiến hành nhận phần và phúc lợi đơn nhập hàng ngày nha các bạn. Sau đó thì các bạn tiến hành vào cái mục sóng gió đấu võ, tức là khiêu chiến sân đấu võ đài các bạn. Thì các bạn khiêu chiến nhiều nhất có thể nha các bạn. Sau đó thì tế bái đạo quan, tức là đạo quan với tướng tân bậc hai hai sao một lần đó bạn. Thì bạn này thì bạn sưu tầm mảnh và ghép thôi bạn, và các bạn cũng sẽ tới mua quà phúc lợi. Thì những cái này thì mình khuyến bạn là nên mua cái vé chiêu mộ thôi nha các bạn. Thì mua vé chiêu mộ thì các bạn dùng để chiêu mộ tướng đó các bạn. Các bạn chiêu mộ tướng để có cho mình là những cái con tướng mà các bạn có thể dùng được. Thì thông thường á, thì nông dân á, thì có con nào dùng con đó hả bạn. Còn nếu như bạn nào thích con nào mà các bạn muốn á, thì các bạn có thể lập ảo Athlon các bạn để đổi server để có thể chiêu mộ. Tại vì khi mở game thì nó sẽ tặng cho mình á là những cái quà chiêu mộ á các bạn. Thì các bạn quay nếu đúng con tướng mà mình thích á thì các bạn có thể giữ lại và chơi đó, còn không đúng thì các bạn có thể tạo kế tiếp và nhảy siêu quà tiếp thôi các bạn. Thì đó là cách là những cái nông dân á, những cái người mà không nạp, những anh em màu không nạp á thì có thể có được con tướng mà mình thích. Còn đối với mình á thì mình sẽ sử dụng á là có tướng nào chơi tướng đó, tại vì nhân phẩm của mình nó xui lắm các bạn, nó không có cao nên là có thể là nhân phẩm của mình á nó không không được tốt bằng các bạn, nên là quay có thể là khó ra nha các bạn. Thì mấy cái tựa game gacha này á chủ yếu là về nhân phẩm thôi các bạn. Đó thì những cái thông báo đỏ nha các bạn thấy cái nào mà miễn phí thì bạn cứ nhận thôi bạn. Nhận quà 7 ngày nữa bạn, nhận quà 8 ngày xin lỗi bạn. Ông đây chưa từng chịu thua. Hay là quà tăng cấp nè các bạn. Quà chiêu mộ. Chiêu mộ càng nhiều thì sẽ nhận được thêm càng nhiều. Thì mấy cái phần quà này á thì chủ yếu thì nó giúp cho các bạn là nhận được chơi dễ hơn khó bạn. Chứ ra thì mấy phần quà miễn phí này ai cũng có nên là ai cũng như ai đó bạn. Có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà có thì chơi dễ hơn hả bạn. Nhưng mà dễ ở giai đoạn đầu hả bạn, giai đoạn sau thì nó sẽ hơi khó một chút. Nếu như mà các bạn không biết cách mạnh hóa đội hình của mình cũng như là sắp xếp đội hình sao cho hợp lý nhất có thể để có thể là nhận cho mình những cái con để tối ưu đội hình đó bạn. Còn đây là những cái nhiệm vụ hàng ngày đó bạn, các bạn cũng tiến hành làm nhiệm vụ hàng ngày nhé bạn. Thì bạn cố gắng hoàn thành 100 điểm càng tốt, không được thì tối thiểu là 75 điểm nha các bạn. Tại vì hoàn thành những cái nhiệm vụ ngày đó thì các bạn sẽ nhận về cho mình những cái con quả tướng khá là chất các bạn. Còn cái tiếp đó thì mình sẽ đi nâng bậc những cái con tướng S này. Đây nè bạn, đây là những cái con tướng S để có thể là chơi mạnh hơn các bạn. Và các bạn cũng tiến hành đi vượt ải như thường ngày các bạn để mình bỏ những con tướng này đi hết. À,
không đúng hả bạn? Này là đội hình hồi phục nha các bạn. Đây, không được không được các bạn. Đây một con tướng quan nữa. Đấy các bạn, thì nó sẽ có ba hệ tướng hệ mộc thì nó sẽ cộng HP và công. Một hệ tướng hệ quang thì cũng cộng HP công. Hệ tướng hắc ám nha bạn. Đây nè bạn. Thì mình chủ yếu thì mình nâng cái này thôi bạn. Ok, giờ mình sẽ khai chiến. Trời ơi. Thì cái này thì chủ yếu là đội hình cho nó bất tử thôi các bạn. Tại vì mình sử dụng là ba cái hệ hồi máu các bạn. Nên tất nhiên thì nó sẽ trụ được lâu, nhưng mà công thì của nó thì thấp thôi các bạn, chứ không có được nhiều. Tại nếu công mà nhiều quá thì nó sẽ ra được những cái con khác, con hồi máu. Và các bạn cũng đừng quên là mạnh hóa nhân tướng của mình nhé bạn. Các bạn có thể nâng level, nâng bậc nữa các bạn. Nâng bậc, trang bị, bồi dưỡng. Đơn giản như thế các bạn. Và cứ như vậy thì làm nhiệm vụ chính thôi các bạn. Các bạn cũng đừng quên là vào nhân vật của mình nữa các bạn. Và hồn thú để thực hiện những cái nhiệm vụ hồn thú nha các bạn, để nhận về cho mình cái hồn thú khế ước. Thì con hồn thú này nó sẽ giúp ích cho nhiều. Thế này chỉ đơn giản vậy thôi các bạn, như vậy là hết ngày ba nữa các bạn. Và các bạn cứ tiếp tục đợi tới ngày 4 thôi các bạn. Ngày 4 thì nó sẽ có thêm nhiều cái vấn đề khác hơn. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn tân thủ cách chơi của ngày 3. Thì chúc các bạn sớm đạt top 1 Silver nha bạn. Thì cảm ơn các bạn, đừng quên like, share và subscribe kênh ủng hộ nha. Còn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.